Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dốc. Hôm nay lại giới thiệu với mọi người một chiếc đồng hồ rất đặc biệt ha mọi người ha. Thì như chúc bạn em thấy á, thì hai chiếc này em làm rồi ha. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là một con Grand Model đến từ nhà Rajol anh em ha. Đây là một con Grand Model. Thì ở trong đại gia đình Rajol thì nó chia ra, cũng như mấy cái clip trước em có chia sẻ, nó chia ra làm ba dòng, có nghĩa là nó là con Grandfather, con Grandmother, Granddaughter và Grandson. Thì Grandfather thường là những con lớn, còn Grandmother là những con nhỏ anh em ha, nhỏ gọn thì nó kêu là Grandmother. Thì Grandmother nó thích hợp cho những cái không gian nào, đó chính là những cái không gian nhỏ, vừa và nhỏ để vào đó. Thì Rajol nó rất là chú trọng tới người dùng, cái sản phẩm của nó thì nó phù hợp cho tất cả các không gian. Thì trước mặt anh em thấy đây là một con Grand Model được đặt một cái tên rất là hay ha, đó chính là Bottinha. Con Grand Model Bottinha thì như anh em thấy thì nó có một cái dáng rất là cổ điển của châu Âu anh em ha. Anh em thấy nó có một cái dáng rất là cổ điển châu Âu, ở giữa nó là không có gương anh em ha, là một cặp song tiện rất đẹp. Rồi cũng như mọi khi anh em mình đi soi ha, mình chơi thì mình phải soi, đi soi nó mới sướng, coi cái từng chi tiết của nó. Thì em báo kích thước cho anh em dễ hình dung ha, nó cao là 2m17, ngang đầu là 51, ngang thân là 40, ngang đế là 54, sâu là 32, đường kính mặt số là 25 cm. Với cái đường kính mặt số 25 cm này thì nó khá to ha, dễ xem vợ. Thì anh em thấy đây, em nói sơ về cái cấu hình trước, đây là cấu hình là ba tạ xích chạy tuần, anh em thấy ba tạ xích chạy tuần, 12 gông 12 búa, chơi được 3 bản nhạc, Westminster, ST Michael và Christington, như những chiếc đồng hồ bình thường khác. Thì chút xíu nữa đi vào cái chi tiết phần máy thì em thấy nó hay như thế nào anh em ha. Rồi bây giờ mình đi soi từ ở cánh trái nha anh em. Đây là cái phần chi tiết bên trái của nó. Thì cái toàn thân của con này nó sử dụng là gỗ ốc chó anh em ha, gỗ ốc chó. Nó có ba cái phiên bản. Thì cái phiên bản này là một trong những ba phiên bản của chiếc Rajol Bottinha. Rồi nó sử dụng là gỗ ốc chó anh em ha. Mấy chiếc này nó có gỗ sồi nữa. Thì Rajol nó sử dụng hai vật liệu chính đó. Thì như anh em thấy đây là gỗ ốc chó bên cánh trái mình. Anh em thấy nó chạy chỉ đẹp không? Quá trời đẹp. Anh em thấy cái mão nó như thế nào? Cái mão của nó. Rồi đục chơi Rajol là bắt đầu em dùng cái từ đục nó hơi nhiều ha. Anh em thấy quay dần của nó ha, cái con tiện này nó rất là lớn anh em ha, con tiện này rất là lớn. Nó dương lên thì cái mão này nó, anh em mình hay gọi nó là mão cổ thiên nga đó. Anh em thấy này, em quay cận cảnh cái mão cho anh em thấy. Con tiện này rất là lớn ha, cũng là gỗ chó luôn. Còn bên đây là bên cánh phải nè anh em. Anh em thấy nó còn đẹp không ạ? Quá trời đẹp. Phần gỗ nó màu vàng anh em ha. Nó vàng vàng, thích hợp cho những cái anh em mà có cái tông màu, nhà mình có tông màu sáng á. Anh em thấy nó đục. Cái quai dằn điểm nhấn này rất đẹp ha. Ngay trên cái mão. Rồi xuống anh em thấy ở đây nó cũng có nhấn, nó nhấn rất là hay, mấy cái điểm nhấn như thế này, hoa lá điểm nhấn như thế này rất đẹp. Đây là cái cửa sổ của nó đây anh em. Cửa sổ của nó rất đẹp, mở ra rất là dễ dàng.
thấy không? Đã sẵn cái chốt bi ở đây. Ở đây anh em thấy đục. Cái mặt sổ của nó đục, 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 đục. Cái Rachel nó hay là mấy cái điểm nhấn này anh em ha. Đó, anh em thấy cái điểm nhấn của nó đục đẹp ghê không? Đục tay anh em ha. Tất cả đều sử dụng đục tay hết. Đó, bên phải này nè. Trên cái mặt sổ nó là một cái vành tròn rất đẹp ha, vành tròn này dày cui luôn, cái vành của nó dày. Đó, bên này là bên phải cửa sổ nè, điểm nhấn nè. Rồi ở đây nó cũng có một cái điểm nhấn ở đây nữa, nhỏ nhỏ ở đây nữa. Rồi sổ thì nó làm rất nhiều điểm nhấn. Còn bên đây là bên cái song tiện bên trái nè anh em. Anh em thấy cái cột song tiện của nó đẹp không? Anh em hình cái bắp tay của em đó, cho anh em dễ hình dung ha. Đục đục à, đục quá trời đẹp con tiện đó. À, tất cả này là chạm tay hết anh em ha, chạm tay hết. À, mình nhìn mình tưởng nó giống nhau nhưng mình nhìn kỹ thì nó khác nhau ha. Cái đó là cái phân biệt đục tay với lại chạy máy anh em ha. Đây là cái cột bên trái anh em ha, đây là cái cột bên phải nè. Cột bên phải song tiện rất đẹp, không có sai kiến anh em ha, lộ thiên luôn, lộ thiên. Ở ngay khúc chính giữa anh em thấy nó là một cái điểm nhấn hoa lá rất đẹp luôn đó anh em nhìn nè. Giống như một cái mão dưới vậy đó. Rồi rồi thì nó giá trị nghệ thuật nó cao và cái tiêu chuẩn của nó cũng cao nữa. Anh em thấy ở sau này nó cũng nhấn nhá nữa, nhấn nhá ở đây. Đây là cái phần gần giáp với đế nè anh em. Anh em thấy cái màu vân gỗ chó thế nào, màu sáng rất đẹp, rất rất đẹp. Liền là rồi dưới đây là phần đế nè anh em. Đó, anh em thấy phần đế đây là bên phải mình nè. À, trời này. Đây anh em thấy cái chi tiết này cực kỳ hay. Đó, anh em nhìn tổng quan nó đục. Chơi mà mình sôi é hít đã không à, gọn của nó. Còn đây là cái phần mặt trước của nó đây nè. Ở dưới chân nó thì nó có bốn cái trụ anh em ha, bốn cái trụ dưới đây đó, bốn cái trụ anh em thấy cũng có cái trụ bốn trụ. Hết bài luôn. Bên đây là bên trái nè anh em. Ở dưới thì mình mở ra được anh em ha, mình mở ra được. Đó, anh em thấy cái gỗ của nó mà. Đó, trời mình soi vậy mình thấy nó đã. Đó, gỗ này em nghĩ nó cũng phải cỡ hai phần tấm ván này. Nó sử dụng một cái cục hít ở đây nè anh em. Đó, cục hít ở đây. Đây là cái quán của nó phản lời. Phản lời phải cỡ dây đó nó mới giữ được cái cửa anh em ha, sao mà sợ nổi. Đồ bên trong của nó nè, đây là cái phần đấy gỗ đã rồi nè, tấm ván quay đó. Đây là ba phiên bản của nó nè anh em, Bocina phiên bản. Rồi. À,
chuẩn bị lên. Rồi mình soi tới phần mặt sổ nha anh em. Đó anh em này, cái móc đặc trưng, móc đặc trưng của loại sổ. Đó, đó anh em thấy cái kiến mò của nó đã không nè, bự. Đây tem loại sổ đây, đó, chữ ký đây, đó, chữ ký chúng ta thẳng anh em ha. Con này thì sản xuất 1976 ha, 1976 bốn mươi mấy năm rồi. Rồi mình đi vào cái chi tiết mặt sổ nè anh em, thấy cái mặt sổ em quay xa xa xíu. Đó, mặt sổ đồng khăn mòn đặc trưng của Rizon anh em ha. À, anh em thấy đây Rizon. Đó, anh em thấy nó bọc không? Đó, nó bọc đồng, đó, bọc nồng, đó, bọc vô mấy cái men sứ đẹp, rất là đẹp anh em ha. Mặt sổ màng khăn mòn đặc trưng của Rizon. Đó, đây là cái quai dần. Quả dần này như thế nào thì ở dưới cái quả lắc của nó y chang vậy anh em ha. Đó là đó là đồng bộ. Em soi cận cảnh cho anh em xem. Quá trời đẹp cái mặt. Em nhìn xa nè. À, mặt số này xem giờ là hết thuốc luôn. 25 sen mà. Anh em coi cái tài không? Quá trời lớn luôn, rất là dễ xem giờ. Rồi anh em mình đi xuống tới phần tạ của nó ha. Tạ của nó thì nó sử dụng là tạ nhỏ anh em ha, nó giống như những con tạ khúc. Đó. Này nó chạy cái máy á, thì là cái máy nó máy nhỏ ha. Mình chút xíu nữa em sẽ nói về cái vấn đề máy lớn máy nhỏ. Ok anh em thấy cái tạ của nó, anh em thấy cái vỏ đồng của nó đặc trưng của Rizon ha. Đó. Em thấy nó dập nổi, dập nổi, dập nổi. Đó, cái nước đồng của nó nè. À, nó xuống màu theo thời gian nè. Đó. Đó, nó bọc, em thấy nó bọc. Nhưng nó chất gì đâu. Đó, cổ kính bọc. À. Rồi, tới phần quả lắc. Anh em thấy cái quả lắc của nó mà. Thì nãy em có nói là cái mặt số nó như thế nào thì cái quả lắc của nó y chang vậy anh em ha. Đó, chơi Rizon là anh em để ý giùm em là nó đừng bao giờ để bị lai ha. Bị lai là mất giá trị một con đồng hồ. Đó. Tại vì nó không còn sản xuất nữa và nó cái số lượng mà sản phẩm trên toàn thế giới nó rất ít. Đó cho nên là nó ra sổ và nó bị lai một món đồ thôi thì cái giá trị của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Đó, anh em thấy quả lắc của nó đẹp. Đó, nó khác ăn một. Quá trời đẹp. À, con này thì nó sử dụng là tạ xích. Tạ xích thì tạ nó sẽ rớt qua luôn cái lọt vô trong đây luôn em anh em. Đó. Đó, anh em thấy thì chiếc máy này á, anh em biết không, ở đây là cái cần quên á, ở đây là cái cần chuyển bài nè anh em. Rizon thì nó hay có cái cần chuyển bài trên đây ha, bốn nấc qua trái hết là im lặng ha. Còn qua bên kia là tương ứng với 3 bản nhạc. À, qua phải là tương ứng với 3 bản nhạc, còn về trái là im lặng. Thì như nãy em có nói với anh em á, thì em có nói về vấn đề máy lớn máy nhỏ. Thì những cái chiếc máy á, em thì không phân biệt, ít phân biệt máy lớn máy nhỏ anh em ha. Anh em thấy cái máy của nó. Riêng về cái chi tiết chiếc máy này cũng như mọi khi em có để cái link website ở ngay cái phần mô tả đó. Anh em vào website anh em sẽ thấy được cái chi tiết cái cận cảnh luôn. À, cái chiếc máy này ha, chiếc máy này nó rất đặc biệt, phải nói là em lần đầu tiên em mới thấy luôn. À, nó nhỏ thôi nhưng mà cái bánh răng đó anh em thấy nó lồi ở ngoài luôn, à, những chi tiết của nó dày đặc bên trong luôn. À, cái cấu tạo của con máy này, con máy xuất này nó rất đặc biệt. Con này là con máy xuất của Đức anh em ha, máy xuất của Đức. À, âm nó thì thôi chút xíu em test cho anh em nghe miễn bàn. À, đừng có nói là máy lớn máy nhỏ ha. Em này không có phân biệt máy lớn máy nhỏ đâu, quan trọng là cái độ chất của nó. Đó, chi tiết dày đặc. Đó, riêng những cái máy trên đồng hồ cây thì phải qua một cái quá trình kiểm tra bảo dưỡng anh em ha, tất cả đều phải làm đúng quy trình hết. Đó. Rồi em test chuông cho mọi người nghe luôn,
đấy, mọi người khỏi đợi lâu. Còn này quýnh, anh em cảm nhận nó. Rồi, anh em nghe bài đầu tiên nha. Đúng chất ra rồi, âm cực hay, bộ gông quýnh cực phê. Rồi, anh em nghe bài thứ hai ha. Winter ha, sẽ ăn cơm sườn. Qua cái nấc bên kia đó, đây mới là Westminster anh em ha. Xong rồi anh em thấy đó, đó là cái tiếng âm đặc trưng của Rizal, từ treo từ đồng hồ cây để bàn đó, nó có một cái âm nó rất đặc trưng của nó, âm dứt khoát quýnh như piano, tiếng nào ra tiếng đó. Thì như anh em biết á, thì em có hay chia sẻ, em nói con nào nó quýnh to thì nó quýnh to ha, còn con nào nó quýnh nhỏ em đã nói nó quýnh nhỏ. Riêng con này nó quýnh rất to. À, nó quýnh to lắm, nó quýnh hay, to âm nó vàng.
Grandmother Bottina. Đó, em quay một vòng tổng thể này cho anh em xem. Con này thì nó thích hợp cho những cái không gian vừa và nhỏ anh em ha, vừa và nhỏ. Với cái một cái kiểu dáng cổ điển của châu Âu, anh em nào mà chơi theo phong cách cổ điển châu Âu nhà mình đó, mình đặt cái con này vào nó rất là phù hợp, nhỏ gọn. Thì như anh em biết, Razor thì cái giá của nó cũng không hề rẻ ha, so với những cái con cùng phân khúc với nó. Thứ nhất do về cái độ hiếm, thứ nhì nữa là về chất liệu và độ hoàn hảo của nó, thương hiệu. Anh em có thể tìm hiểu những cái chiếc như thế này, những cái dòng như thế này trên internet, rất nhiều thông tin về nó. Ok, về cái chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua cái số em để, qua cái số điện thoại em để trên màn hình á, hoặc là nhắn tin đi, em sẽ trả lời. Anh em ở xa, anh em cứ gọi video call ha, em luôn luôn nhắc nhở khách hàng. Anh em ở xa, anh em gọi video call, anh em muốn xem cái gì em sẽ quay cái đó cho anh em xem. Anh em muốn test cái gì em sẽ test cái đó cho anh em xem. Anh em bỏ tiền ra chơi, anh em có quyền ha. Còn anh em nào ở gần thì cứ qua em xem trực tiếp. Em thì giao lắp tận nơi, trong bán kính khoảng từ 200-300 cây, 200-300 cây đổ về. Còn ở xa thì free ship anh em ha, ship tới tận nhà anh em luôn. Đó, nhớ giùm em nha anh em, cứ gọi video call em. Video call bây giờ rất là tiện, xác minh con hàng, xác minh người bán, coi nó có thật không. Đó. Còn YouTube hoặc Facebook ấy, thì chỉ chia sẻ anh em ha, chia sẻ đến những cái thông tin cho anh em thôi. Anh em đừng có bình luận hỏi giá em trên YouTube ha. Đó, anh em cứ gọi điện hoặc nhắn tin đi, em sẽ trả lời cho. Anh em nhắn 1000 lần em cũng trả lời luôn. Không phải là cứ nhắn hỏi giá là ngại, không có gì mà ngại hết. Mình bỏ tiền ra chơi, mình có quyền hỏi ha. Đó. Anh em cứ gọi điện cho em hoặc nhắn tin, em rất là nhiệt tình, không có vấn đề gì hết. Ok, nếu thấy video hay, anh em cho em một cái nút đăng ký ha, một cái nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ này gửi đến anh em mình tham khảo. Em còn rất nhiều mẫu cho anh em lựa chọn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn em vào video tiếp theo. Thân ái chào mọi người.